Cũng vậy. Cơ mà thua. Thiên Nhi, em làm gì vậy? Sao sao là phá đồ của bà Tùng? Thì có gì đâu, chỉ là hai cái loa thôi mà. Em biết hai cái loa này bà Tùng mới mua không? Em có biết là nó quý hiếm chứ lại mất tiền đúng không? Nè nè mấy đứa, chuyện gì ấy? Ai quên nó? Nó dòm em đi, hai cái loa này có mất tiền không? Anh có thấy cái gì đâu mà mắc tiền? Nè. Wow. Dạ, thêm cái bên đây nữa nè. Wow. Hai cái loa này xịn đó nha. Tuyệt đó. Chú Tùng mới mua hả? Dạ. Dạ. Đắt tiền lắm á. Trời, hai cái loa này không bằng hai cái loa ở nhà mẹ mình hả anh? Chưa chắc à. Hai loa ở nhà mẹ em xịn hơn. Hai cái loa nhà anh xịn hơn. Không, hai loa nhà mẹ em xịn hơn. Nhà anh. Thôi, anh bảo này. Cái chính là ấy, loa không phải là mắc tiền là xịn là tốt, mà cái chính là hay là ở giọng hát. Ý anh nói như vậy, có khác nào là anh sẽ nhục giọng hát của bà Tùng không? Ê, anh chưa nói gì nha. Mấy đứa phải động não lên. Đang nói về một người khác cơ mà. Đó chính là chị gái xinh đẹp và tài năng của mấy đứa đó. Ê, anh không được nói chị em hát dở nha. Chị em giỏi lắm á. Vừa học võ nè, toán nè, học văn nè, rồi còn vẻ đẹp nữa. Em biết em vừa nói gì không? Biết mấy chứ. Cái môn đó nó chả liên quan gì đến hai bộ loa này cả. Em quên, với lại chỉ còn biết chơi nhạc cụ nữa. Đúng thì... rồi. Đâu ra? Anh học chung với cả Việt Thi, chưa bao giờ thấy nó thể hiện cái tài năng đó đâu. Thì đúng rồi, chị giấu cái tài năng mày mà. Tài năng của chị em là tài năng ẩn giấu, anh không bao giờ thấy được. Đúng rồi. Thế quá. Thì anh dám thách đấu không? Thách đấu cái gì? Như nào? Thì bây giờ người nào có nhiều tài năng hơn người đó thắng. Chơi luôn. Chị của mấy người không bao giờ thắng lại anh trai tài năng của tôi đâu. Chưa chắc. Chị của tụi anh á thắng luôn. Chắc chắn luôn. Không. Chắc chắn. Sao mình tới rồi mà họ còn chưa xuống hả anh Winner? Để anh xem. Ba con rùa rụt cổ trên kia. Bây giờ mà ba người không xuống đây là coi như thua nha. Tôi đếm từ 1 đến 3. Bắt đầu đếm. 2 Khoan. Xuống liền đây. Giờ mới chịu xuống à? Lời nói đầu tiên cho Việt Thi gửi đến quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất. Hay quá! Bài! Có bài! Xin mời! Bây giờ team của Việt Thi đã đủ, bên kia có muốn bắt đầu luôn không? Anh ơi, thôi mình về anh. Cái gì đấy? Em mới là con rùa rụt cổ ấy. Chưa gì thấy mà đã rén rồi. Vũ khí họ ghê quá, sao mà mình đấu lại? Cái này chỉ là lấy thịt đầy người thôi. Còn chưa biết tài năng ai như thế nào đâu. Vậy bây giờ bên đây sẽ cho bên kia giao luật thi đó. Ok, đơn giản thôi mà. Bây giờ ai nhiều tài năng hơn thì người đấy thắng. Ok, vậy tôi cũng có một điều kiện. Đó chính là phải trình bày hết cả bài và không được giáp một khúc nào hết. Quá là điều bình thường. Vậy em sẽ là trọng tài. Mời em. Trận thi đấu giữa chị Việt Thi và anh Winner xin được phép bắt đầu. Anh Winner đọc rap đi. Anh Winner đọc rap đi. Để xem tài lẻ như thế nào. Anh Winner đọc rap đi. Anh Winner. Anh bảo, ra đây. Diễn luôn đi. Nè, diễn luôn đi. Bà đọc luôn đi, tôi vào tôi ngồi tôi sẽ coi bà đọc luôn. Nhá. Ngồi yên. Hát lẹ coi. Lời nói đầu tiên cho Winner xin gửi tới các quý vị khán giả và lời các ông các bà lời kính chào chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Bài được. Và sau đây tài năng Winner xin thể hiện là một đoạn rap vô cùng là nhỏ bé do Winner tự viết lời và flow.
Ok. Và sau đây bài rap xin phép được bắt đầu. Bỗng ngày sau quá buồn khi tôi vô cớ tìm tôi, nên đây con lại rơi xuống sân chơi bồi bồi lên núi. Từ nay tự lo rửa bát nấu cơm quét nhà với một thân một mình. Ngày ngày từ thế trôi qua nên con tình tình khổ ghê. Bởi tôi nói làm ra rất khó, lúc bước rất nhiều phải lo. Mong trong gò bó và cơ số là ấm no. Muốn bay về ngày thơ với tôi tiện để học trò. Cha còn làm bạn nhé, cùng chung nhau tới gợi nhé. Nhé, nhé. Anh bắt đầu giỏi quá thường thôi. Bây giờ xem chị của các em như thế nào. Cố lên chị Việt Thi. Cố em ủng hộ chị. Bây giờ chị sẽ cho mọi người chọn nhạc cụ đó. Tôi là đối thủ trực tiếp, tôi được chọn đúng không? Ok. Thì hôm nay bà mặc một bộ áo dài truyền thống vô cùng là đẹp. Cảm ơn Win. Thì tôi nghĩ là bà cũng nên chọn một nhạc cụ phù hợp với bộ trang phục này. Tôi biết rồi, đàn bầu đúng không? Không, guitar. Được rồi, chị sẽ thể hiện cho mấy cưng thấy. Chị của mấy cưng không hề dở. Cố lên chị Việt Thi, cố lên chị Việt Thi. Tên muốn hỏi chị. Ê này, sao lại quay lưng vào khán giả thế? Đâu có cái quy luật nào mà bắt thí sinh không được nhìn khán giả đâu. Đúng rồi, không có cái luật nào như vậy đó. Thì đánh đi, rồi tôi xem này. Tôi nói rồi nha, trong lúc mà tôi đánh á thì tốt nhất đừng có đi vô đây à. Tôi mà thấy ánh mắt của người nào tôi bị khớp, tôi không đánh được là do người đó nha. Đánh đi. Trời ơi. Hay quá. Chị Việt Thi quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tiết mục của tôi. Bên kia có còn tài lẻ gì không? Show up đi. Bình thường thôi. Mỗi người chúng ta thì đều có một tài lệ khác. Và tôi bây giờ sẽ tăng một level khó hơn. Nhìn đây. Thì bây giờ đây tôi sẽ trình diễn một tiết mục nhảy cho mọi người xem. Ok. Xin mời thưởng thức. Bây giờ tới lượt chị. Chị sẽ đánh đàn bầu cho mấy đứa nghe nha. Cố lên chị Việt Thi. Nhạc hay quá chị Thi ơi. Bây giờ ông có còn tài lẻ gì nữa không? Thì bình tĩnh, anh của em là phải khác. Nó lẻ. Bà chơi mấy cái này thì tôi là tôi là tôi hết rồi đấy. Thì nếu như mà tôi biểu diễn thêm một loại nhạc cụ nữa thì tất nhiên lúc đó là tôi sẽ thắng. Thì nếu bà còn ok. Và sau đây chị sẽ trình diễn với mấy đứa, với Kina, người chị chuẩn bị thắng.
một màn độc tấu sáo trúc. Vâng, xin mời mọi người lắng nghe. Ok. Chị Hai ơi, chị mình giỏi quá. Chị thi đúng tài năng. Cái gì là Thi? Ủa, cái gì vậy chị Thi? Hòa tấu sáo trúc hả? Cái gì vậy chị Thi? Tôi biết rồi ha. Hóa ra tất cả các loại nhạc được phát ra từ các nhạc cụ này là đều phát ra từ cái điện thoại này đúng không? Chị Thi, tại sao chị lại chân gian? Trời ơi, uống con từ nãy giờ em đau cũng khàn cổ luôn á. Thế các em cũng biết kết quả của cuộc thi tài năng này đều đúng không? Dạ biết. Phần thắng thì chắc mấy đứa cũng biết rồi. Thế ai là người thua cuộc? Có phải là người chị gái tài năng của mấy đứa không? Dạ đúng.